Hello, xin chào cả nhà nghe cả nhà. Nay trở lại kênh Nguyễn Sĩ Lóc. Nguyễn Sĩ Lóc qua đây đi giăng lưới nữa, thêm giăng lưới cá rô phi nha cả nhà. Mà cả nhà cùng xem video Nguyễn Sĩ Lóc nha cả nhà. Tổng chào các cô chú anh chị gần xa thương mến đang xem kênh của Nguyễn Sĩ Lóc nghe cả nhà. Cả nhà thấy hay và ý nghĩa nhớ like cho Nguyễn Sĩ một like và tặng cho Nguyễn Sĩ một lượt DK nha cả nhà, để Nguyễn Sĩ Lóc có tinh thần và động lực làm video tiếp theo nha cả nhà. Nè, đi cầu tre thiệt nè. Cái nào đâm đau lắm. Con lớn lên.
chạy lớn nè. Còn cái cây chưa có đủ lông đâu, quay được đâu, lớn lớn nè. Sao luôn à? Nhưng mà nó chắc ăn xương luôn quá, xương nó còn non. Ừ, xương khía. Trời này ta chạy xe ra bán đâu có chợ. Chơi trò chơi tuổi thơ hả? Mày nhóc, gió bay chừng nào đó mày hay chừng đó. Mày vừa hoài luôn á. Cố vuốt, ta vuốt từ từ vuốt cái. Dính lại không vậy? Nếu biết thục lịch xuống thục đi. Nha. Lưu ghiêu cái gì? Ờ, lưu ghiêu có đâu. Cá phi nướng nè, chiên nè. Kêu ông cậu. Ông bá, ông cậu. Hồi cái bé cái điện thoại 6 cũ. Cậu bây giờ nói gì sao sao vậy? Dạ. Làm xin sướng ơi. Xin sướng ngâm lúc. Nếu chịu đi dẫn đi qua Phú Quốc bán luôn. Bán bóng mà. Ừ. Bóng mà sao vậy? Bán bóng bay á. Bán lễ Noel á. Đây. Đây đấy nha. Thật lắm. Con cái hồi dồn lại nhiều lắm à. Từ từ thôi, cầu này yếu xìu á. Sáng nó vô mà không đạm đi. Vậy 2 triệu. Người 2 triệu. 2 triệu không? Đi đây về.
dính nè. Dạ. Trả cũ, nói cũ xin trả là ăn rồi chứ cũ không lấy tiền. Cũ nói chủ xây giùm, chủ lấy miếng trả cũ ăn. Dạ. Con nó bự con heo. Con cá đực này nó ốm lắm. Nó gỡ từ đầu rồi. À, bỏ thùng lên Hiếu. Xé thế đi. Xé đi ấy. Gỡ biết nào rồi. Lưới cũ mà, cũ mua lưới này lâu rồi. Hôm nay ở đây chiều về luôn. Nếu muốn về chạy xe về đi rồi không muốn thôi. Ở đây chiều về chở con ngoại đi chích luôn. Chút nữa cho mấy ông này ổng chơi đây chút xíu, chút cũng về trước. Nãy chị con nhảy vô chơi heo luôn. Hả? Chơi anh Hiếu tống 4, tống 5 được mà, sợ gì? Chụp nó tạo đủ kiểu luôn. Chụp tạo đủ kiểu. Đang canh chỗ góc nó đẹp nè. Quá. Hôm nay mình sẽ lên bẻ me cho mông gút. Review cây me thằng Thấm. Cây me này là ngọt lắm nha các bạn. Mình lên mình bẻ, mình sẽ hái xuống cho các bạn coi. Giờ thì đi theo chân mình. Let's go. Mình mới bẻ nha mọi người ơi. Mình là làm là phải làm liền. Ăn me cái rồi người ta thèm, khán giả thèm. Là mình mé ngọt mọi người ơi. Ngọt. Đây à. Nhìn thôi đủ chảy nước miếng rồi đấy các bạn. Me ngọt, me ngọt. Giờ mình ăn khỏi chấm gì nha. Được. Các bạn. Mình mới bẻ đâu nha. Ngọt, ngọt. Ngọt, ngọt, ngọt. Tới tiền luôn. Wow. Ngon, ngon. Biểu cảm mình là biểu cảm đang ngọt đó các bạn, ăn me đang ngọt. Các bạn nhìn hiểu rồi vậy. Vô dây, vô dây. Me nè cả nhà, trái dữ lắm rồi cả nhà. Cầm kéo xuống cái cào luôn nha mọi người ơi. Nè. Mình ăn thử cho coi nè. Ngọt, ngọt. Không mà trái thì ngọt. Ai nhìn cái me không muốn ăn mà chỉ muốn lại. Không có dốt rồi. À dốt à. Chưa dốt rồi. Ăn, ăn ăn chấm mắm guốc thì chổng có mắm guốc kìa, bẻ đi rồi đem chổng chút nhậu luôn. Mày nhả nữa không?
ít thôi nhỏ ơi.